Mới tới đây là thở ra đó. Đó, con nó đổ hay nó bể sữa con ơi. Đây có con có giúp mớ nha. Qua mấy cô chú trên chuyến xe nghĩa tình Sài Gòn Ninh Thuận gửi tặng cho các con. Đó. Vừa không? Con mang vừa không? Vừa quá. Con mang vừa không? Nếu mà tao có đủ nha. Vừa không con? Vừa không? Không, rộng á, rộng á, rộng á. Rộng á thầy. Đó, giúp đẹp nè. Đó, bữa nay có giúp mớ luôn. Giúp mớ luôn. Đó. Cái giúp mớ luôn nè, đó. Cái giúp đẹp luôn, cái giúp đẹp luôn, cái giúp đẹp luôn. Thích không con? Thích không? Thích. Thích hợp giúp mớ mà đúng không? Cái giúp đây là con đĩa nhà nha. Mang ở nhà còn giúp khi con đi học. Mang đi. Đó, mấy bạn nè, mấy bạn có giúp mớ nè. Đó. Đó. Xíu nhận quà nữa nha. Quà của mấy cô chú ở Sài Gòn, Ninh Thuận. Rồi gửi tặng cho các con. Các con vui không? Vui. Đó. Chưa. Vừa không con? Đây vừa ăn con thua đã đói không? Cái đâu đây rộng với thầy. Thầy. Đây. Đây. Đỡ có đây cho em nè. Nó rộng quá. Vừa không có đâu vừa không. À chú đi quay nè, một vòng luôn, dép đẹp. Dép rất là đẹp nè, đó, đủ màu hết. Dép cũ mà để lên trước đây con. Đó. Đó. Để lên. Từ từ con có đâu quên. Được rồi, quên rồi đó. Đó. Mang dép mới nghe, dép cũ mấy con điểm mang ở nhà. Dép mới mang đi học. Đó, dép đẹp quá. Đó. Mừng không? Mừng. Vui không con? Vui. Vui hả? Xíu nhận quà nữa nghe. Anh Tâm. Con dép đẹp nè. Rồi chú quay nha. Yeah. Đó. Đó. Nè. Có con vui không? Có con vui không? Rồi. Rồi để chú quay một vòng dép luôn nè. Đó. Rồi dép đẹp nè. Đó. Rồi chú cảm ơn nha. Rồi Thâm phốt còn chết cho ông chập cái công rồi. Bó điện thôi. Quay chị Tiên đâu giết tôi ăn của chị đâu rồi. Rồi thì chứ. Đâu giết tôi ăn của chị đâu rồi. Mất công rồi. Mất công lần nữa. Đâu giết tôi ăn của chị đâu rồi. Rồi chú. Mẹ cô chú chuyên trang với chồng cho quà. Nè cái đồ đẹp nè, có quà nè, có tiền nè, vui không con? Con vui không? À, cảm ơn mấy cô mấy chú ở Sài Gòn Ninh Thuận gửi quà tặng các con. Xa, xa lắm con, ở lúc Sài Gòn luôn á. Ở Sài Gòn với Ninh Thuận. Con ở Con Tâm hả? À, con biết Sài Gòn không? À biết Sài Gòn xa lắm. Đó, quà này nghe con, trong bì thư có tiền. Đó, bỏ vô cạp đi cho nó rớt. Rồi con non mới nè. Nè, có bánh kẹo sữa nè. Mì tôm nè. Có tô nè. Có cà mèn nữa nha. Rồi, có ấu máu nữa, ấu máu nữa. Nón đẹp nè. Trời ơi, bữa nay. Con bỏ vô cạp đi con. Bỏ vô, có chừng nó rớt tiền nha. Quà cái gì đó con? Cái gì? Bánh, sữa, mì tôm. Cái gì nữa? Bút chì. Đầy đủ hết nha. Vui không con? Vui không? Vui à, vui. Vui không con? Rồi các con đợi nhận sữa của chú Lâm nha. Yeah.
Rồi sữa nghe con, một bọn thêm là 4 hộp sữa Fabi nữa. Sữa đây của chú Lâm á, chú Lâm ở Sài Gòn, chú tặng các con nha. Đó, mỗi bọn thêm 4 hộp nữa nè. Ô, cháu rồi cũng vui hết chú Lâm ơi. Ừ, các con cảm ơn chú Lâm đi. Ừ, cảm ơn con. Các con dép đó nghe. Rồi đem dép nữa, dép nữa. Cái dép mới nữa. Vui không con? Cái dép mới nữa đó. Vui không? Yeah. Cái dép mới nữa. Ô, con Na nổi không? Quà nhiều quá. À, rớt quà con, bể sữa đó con. Đây, ô, vỗ quá nè. Vỗ quá luôn. Nhà con ở đâu? Con ở trong kia hả? Con ở đâu? Thôi con đi. Rồi cảm ơn con nha. Rồi sách nở không con? Bố đâu? Bố mẹ đâu? Không ra chở con. Nạn quá. Cần chú sách không? Vui không con? Vui không? Để vui. Đi ngang. Rồi cảm ơn các con nha. Từ từ. Bố mẹ đâu không sách? Trời ơi, lâu lâu nhận quà vui không? Vui quá trời. Sẽ không nổi à? Giờ sẽ không nổi. Ô, bố mẹ đâu? Bố mẹ đâu sao? Trời, mấy đứa làm sao mà nở gần đây không chị? Lúc như sao Na nổi? Trời ơi, là sao? Làm sao con Na hoài vậy nổi? Trời ơi, của Trần ăn bể sữa hết nè. Trời. Na tới nhà nó xỉu luôn. Mới tới đây là thở ra đó. Đó, con nói. Đồ ấy, nó bể sữa con ơi. Có một bạn là về nó bố mẹ ra chở đi. Chứ giờ sao? Bố mẹ đi làm keo. À, bố mẹ làm keo rồi con. Trời, bố mẹ đi làm rồi. Bố mẹ đi làm keo bây giờ không? Không có ai chở quà về cho bé hết. Trời ơi, của Trần. Sao con? Con có ai? Con có chú. Sao chú không ra chở cho con? Không biết hả? À, có bạn là gì nói chú ra chở quà cho con không? Ô, bây giờ cái đường bùn kia nữa làm sao kìa?